Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ ba ngày 23 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: đồng chí ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân tại huyện Thường Xuân. Ủy ban dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 và một số nội dung quan trọng khác. Phân tích lịch sự quốc tế, động đất 7 độ Richter, dung chuyển biên giới Trung Quốc, Kyrgyzstan. EU đặt thỏa thuận khởi động sứ mệnh phòng thủ ở Biển Đỏ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 23 tháng 1, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất đời sống nhân dân tại huyện Thường Xuân, trước Tết tặng quà người cao tuổi, gia đình chính sách, hộ nghèo và các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết trên địa bàn huyện. Phóng viên Đức Đồng đưa tin với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cùng đoàn công tác của tỉnh và cán bộ chủ chốt huyện Thường Xuân đã đến sân hoa dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Thường Xuân, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhục liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đến thăm chúc Tết tặng quà và trao quà mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ bà Nguyễn Thị Tân tròn 100 tuổi ở xã Ngọc Phụng, Bí thư tỉnh ủy chúc cụ Trường Thọ tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho con cháu và chứng kiến sự thay đổi của quê hương đất nước. Đồng chí nhấn mạnh, người già là vốn quý của xã hội, kính trọng người già là truyền thống đáng quý của dân tộc Việt Nam. Do vậy, cấp ủy chính quyền các đoàn thể và nhân dân địa phương cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, tiếp tục đóng góp uy tín, kinh nghiệm cho sự phát triển của địa phương và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc đến chúc Tết và tặng quà gia đình bà Lang Thị Quyết, vợ liệt sĩ ở xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân. Bí thư tỉnh ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của gia đình. Đồng thời bày tỏ tri ân đối với sự cống hiến, hy sinh cao cả của các liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành và nhân dân tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công, thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước quan tâm đến những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn neo đơn. Tại xã Bát Mọt, xã vùng cao biên giới xa xôi nhất của huyện Thường Xuân, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã tặng chăn ấm và quà Tết cho 15 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chúc đồng bào đón năm mới giáp thìn với nhiều niềm vui, động viên các gia đình nỗ lực vươn lên để sớm thoát nghèo, xây dựng cuộc sống gia đình ngày càng ấm no hạnh phúc. Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bát Mọt Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng biểu dương đồn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc trên 17,5 km đường biên giới được giao phụ trách, đồng thời đóng góp quan trọng cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội, tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị ở địa bàn đóng quân. Bí thư tỉnh ủy cũng đánh giá cao xã Bắt Mọt, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đã có hai bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, công tác phát triển đảng viên mới đạt kết quả ấn tượng bí thư tỉnh ủy đỗ trọng Hương đề nghị cấp ủy chính quyền xã bát Mọt nắm chắc tình hình nhân dân chăm lo cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn không được để bất cứ người dân nào không có tết đồng thời làm tốt công tác đối ngoại nhân dân tổ chức các hoạt động giao lưu với cụm bản phôn say huyện sầm tớ tỉnh bạn Hồ phăn của nước bạn lào đồn biên phòng bát Mọt cần nắm chắc địa bàn cả về nội biên và ngoại biên làm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu tuyệt đối không để xảy ra bị động bất ngờ đảm bảo vững chắc an ninh biên giới giữ bình yên để nhân dân yên tâm vui xuân đón tết cổ truyền làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Thường Xuân sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo về tình hình sản xuất đời sống nhân dân, công tác đảm bảo an ninh trật tự và tổ chức các hoạt động vui tiết đón xuân trên địa bàn huyện. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà huyện Thường Xuân đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đặc biệt là những chuyển biến mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thời gian gần đây. Về nhiệm vụ năm 2024 và thời gian tới. Bí thư tỉnh ủy đề nghị huyện Thường Xuân cần có quyết tâm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch đã đề ra với kết quả đạt cao nhất. Trước hết, huyện cần tập trung khắc phục bằng được những hạn chế còn tồn tại, nhất là trong triển khai các dự án lớn trên địa bàn và thực hiện kế hoạch đầu tư công. Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng dư địa của Thường Xuân vẫn còn rất lớn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện cần tăng cường đoàn kết, phát huy tinh thần tự lực tự cường, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên, phối hợp chặt chẽ với các địa phương đơn vị bạn, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong những năm tới. Đưa Thường Xuân sớm thoát khỏi tình trạng huyện nghèo thuộc chương trình 30A. Bí thư tỉnh ủy đánh giá cao huyện Thường Xuân đã kịp thời nghiêm túc triển khai các chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đồng thời đề nghị huyện cần tập trung ra soát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình còn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi người dân đều có Tết. Triển khai có hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới. Tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết cho nhân dân, đảm bảo vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình. Cùng với đó, từ huyện đến xã cần phải bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ năm 2024, ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm mới với tinh thần quyết tâm cao nhất, chuẩn bị tốt các điều kiện để hoàn thành kế hoạch tuyển quân năm 2024. Ngày 23 tháng 1, phát biểu tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện nghị quyết số 11 của Ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Họ Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trường ban chỉ đạo xây dựng và phát triển huyện Mường Lát khẳng định, nghị quyết đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả sự hội nghị có các đồng chí Phó Ban Chỉ đạo Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trường Ban Nội chính tỉnh ủy, Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, tin của phóng viên Minh Tuyết. Sau một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Ban Chỉ đạo và Đảng bộ huyện Mường Lát quán triệt triển khai sâu rộng tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm tinh thần tự lực tự cường, chủ động vươn lên mạnh mẽ trong cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát. Trên cơ sở đó, huyện đã tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, huy động đa dạng và quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề về xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh. Cùng với đó, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Kết quả, năm 2023, huy động vốn đầu tư toàn xã hội của huyện Mường Lát đạt 700 tỷ, tỷ lệ giảm nghèo năm 2023 đạt 10,75%, thu nhập bình quân đầu người đạt 25,03 triệu đồng một người, vượt 0,12% so với mục tiêu nghị quyết, tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đạt 112,3% so với chỉ tiêu nghị quyết. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ nguyên nhân kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đồng thời đưa ra các giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo lại Thế Nguyên ghi nhận và đánh giá cao Đảng bộ chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát đã nhanh chóng vào cuộc triển khai và sớm đưa nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ tỉnh ủy đi vào cuộc sống và đã thu nhiều kết quả. Cụ thể, huyện đã xây dựng được bản đồ nông hóa thổ nhưỡng làm cơ sở để lựa chọn cây trồng phù hợp cho từng vùng. Diện tích trồng sắn đã lên 3.000 ha, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân với giá trị thu lãi 35 triệu đồng một hectare. Trong quá trình sản xuất đã có sự đồng hành hướng dẫn của cấp ủy chính quyền và các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn. Trong năm 2023, cùng với các chính sách hỗ trợ, bà con yên tâm sản xuất, tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư 100 tỷ đồng để hỗ trợ huyện Mường Lát xây dựng 16 trường học trên địa bàn huyện, từng bước thay đổi kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh đã quan tâm tạo cơ chế chính sách và dành nguồn lực đầu tư cho huyện Mường Lát vấn đề còn lại là trách nhiệm và sự vào cuộc của cấp ủy đảng chính quyền các ban ngành đoàn thể sự hỗ trợ của các lực lượng vũ trang và tinh thần chủ động của toàn thể nhân dân làm rõ hơn một số tồn tại hạn chế cần được khắc phục đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy đề nghị huyện mường lát cần quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng quản lý việc thực hiện các khâu trong thu mua sắn để đảm bảo nguồn lợi cho người trồng sắn và đơn vị bao tiêu sản phẩm về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện hiệu quả hơn nữa nghị quyết 11, coi đây là cơ hội để thay đổi và phát triển huyện Mường Lát. Cùng với đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ chủ chốt cấp huyện, cán bộ cấp xã phải bám sát nội dung nghị quyết, chọn nội dung công việc trọng điểm của mỗi xã để thực hiện theo lộ trình, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành đoàn thể, nhất là các lực lượng công an, quân sự để hỗ trợ bà con thay đổi tư duy, phương thức sản xuất, tập quán sinh hoạt theo nếp sống mới. Tiếp tục chỉ đạo chính quyền cấp xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, duy trì ổn định khoảng 3.000 ha sắn, đẩy mạnh thăm canh, đưa năng suất sắn bình quân đạt trên 20 tấn một ha, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà máy sắn Phúc Thịnh để ký hợp đồng thu mua sản phẩm và cung ứng vật tư cho người trồng sắn, hình thành phương thức liên kết trong sản xuất, đảm bảo đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm. Cùng với đó, đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy yêu cầu huyện Mường Lát cần xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt việc trồng rừng để phủ xanh đất trống đồi núi trọc, bảo vệ môi trường. Tập trung trồng các loại cây đã được nghị quyết đã xác định như cây chầu, cây quế, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 16 dự án trường học đã được bố trí vốn để hoàn thành trong năm 2024, đồng thời tập trung thực hiện và giải ngân vốn các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn theo đúng kế hoạch tiếp tục quan tâm đến công tác quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, giữ vững an ninh biên giới, chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế xã hội. Trước mắt, để chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn 2024, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Mường Lát tập trung xây dựng kế hoạch sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo đời sống nhân dân, chủ động nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, thăm hỏi động viên, và chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổ chức cấp gạo cho bà con trước Tết Nguyên đán. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, cán bộ công chức viên chức trên địa bàn toàn huyện phải bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ năm 2024 với tinh thần quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu kế hoạch đã đề ra ngày 23 tháng 1, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 và một số nội dung quan trọng khác. Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ngành đoàn thể cấp tỉnh. Phóng viên Hữu Đại đưa tin. Tháng 1 năm 2024, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, nhiều ngành lĩnh vực đạt kết quả khá, một số chỉ tiêu tăng mạnh so với cùng kỳ như chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 43,48%, sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, giá trị xuất khẩu ước đạt 610 triệu đô la Mỹ, tăng 88,2%, giá trị nhập khẩu ước đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 56,8% so với cùng kỳ. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để nhân dân được đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội tháng 1 năm 2024 còn có những hạn chế khó khăn. Một số chỉ tiêu lĩnh vực dịch vụ giảm so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm 1,7% so với cùng kỳ, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 30,7%. Tình hình tai nạn giao thông tăng cao so với cùng kỳ. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm cao của các cấp các ngành trong thực hiện nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm 2024. Các công việc, nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, bài bản và có hiệu quả. Do vậy, kết quả đạt được khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt thu ngân sách nhà nước ước đạt 11,6% dự toán năm, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các sở ngành, các địa phương tiếp tục phát huy và duy trì tinh thần này để chúng ta hoàn thành mục tiêu năm 2024, năm có ý nghĩa tăng tốc và về đích trong việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Về nhiệm vụ của tháng 2 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục tập trung cao độ cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, các chương trình, kế hoạch đã được tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân tỉnh đề ra. Đặc biệt phải lựa chọn được những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo động lực cho sự phát triển cả trước mắt và lâu dài. Phải có những cách làm mới, mang lại hiệu quả thực sự, tránh hình thức, lãng phí. Chủ tịch ủy ban dân tỉnh cũng lưu ý các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp để nhân dân được đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, nghĩa tình. Trong đó lưu ý các vấn đề bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, buôn bán sử dụng pháo trái phép, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường phòng chống hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan đơn vị phải bắt tay ngay vào giải quyết công việc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, khẩn trương gia quân sản xuất kinh doanh, tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 ngay từ đầu năm. Trong chương trình phiên họp, các thành viên Ủy ban dân tỉnh đã thảo luận cho ý kiến đối với báo cáo đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của các sở, cơ quan ngang sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban dân tỉnh và Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố tờ trình về việc giao bổ sung biên chế tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 23 tháng 1, đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đi thăm kiểm tra tình hình sản xuất đời sống nhân dân và một số cơ quan đơn vị trên địa bàn các huyện Quan Sơn và Ba Thước. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chí lê tiến lam phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí đầu thanh tùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn đại biểu đã đến dân hoa dân hương viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc tế đồng tâm huyện bá thước và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện quan sơn kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng thành kính tri ân công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước đến thăm tặng quà thương binh ngân văn vương ở bản sụp huế chúc Tết và trao thiệp mừng thọ của Chủ tịch nước đến cụ ông Vi Văn Thịnh 100 tuổi ở bản Nam Mèo, xã Nam Mèo, huyện Quan Sơn, cụ bà Mùi Thị Ít 100 tuổi ở thôn Suội, xã Thiết Ống, huyện Ba Thước. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi tình hình đời sống của các gia đình, động viên con cháu tích cực tham gia các phong trào, hoạt động, giữ gìn bản sắc quê hương, góp phần vào sự phát triển của bản làng. Thăm kiểm tra và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Cục Điệp báo C-13 thuộc quân khu 4, các đồn biên phòng, cửa khẩu quốc tế Nam Mèo, Mường Mìn Tam Thanh và Hải quan Nam Mèo huyện Ba Thước, tiểu đoàn 19 bộ đội biên phòng tỉnh, đồng chí phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị tăng cường phối hợp với Đảng bộ chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí lưu ý toàn thể cán bộ chiến sĩ nâng cao tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm ma túy, buôn bán hàng cấm, hàng lậu, pháo nổ qua biên giới trong dịp Tết thường xuyên theo dõi giám sát tình hình, chủ động ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, đồng thời góp phần vào công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Làm việc với cán bộ chủ chốt các huyện Quan Sơn và Ba Thước, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Tiến Lam đánh giá cao những kết quả đạt được của chính quyền và nhân dân các địa phương trong năm 2023. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm tổ chức đa dạng phong phú các hoạt động văn hóa xã hội cho người dân, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo được vui xuân đón Tết đủ đầy lành mạnh. Trước mắt, các huyện cần chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân tập trung gieo cấy sản xuất vụ xuân theo khung thời vụ, triển khai các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng. Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón Tết nguyên đán giáp thìn, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Tiến Lam Chúc Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân các huyện Quan Sơn và Bá Thước năm mới sức khỏe, nhiều niềm vui, đoàn kết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu của năm 2024. Ngày 23 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm trường đoàn, đã đi kiểm tra tình hình đời sống sản xuất nhân dân huyện Cầm Thủy nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Lao động Thương binh Xã hội, tỉnh đoàn Thanh Hóa, lãnh đạo huyện Cẩm Thủy. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang và đoàn công tác đã đến dân hoa dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Cẩm Thủy, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đến thăm, tặng áo lụa cho cụ Nguyễn Thị Bính 100 tuổi ở thôn Phúc Ngắn Vải, xã Cẩm Ngọc, mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Liệu ở thôn Kim, xã Cẩm Ngọc. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã ăn cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống của mẹ liệt sĩ, người cao tuổi, các gia đình chính sách. Đồng chí mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống, giáo dục con cháu, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lý Đức Giang đề nghị các vị chính quyền huyện Cẩm Thủy tập trung nỗ lực, quyết tâm cao trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Trước mắt cần chuẩn bị tốt các điều kiện để chăm lo cho người dân vui xuân đón Tết an toàn, tiết kiệm phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Đồng thời chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách. Ngay sau Tết Nguyên đán sắp thìn, huyện cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa mọi hoạt động trở lại trạng thái bình thường, nhất là đảm bảo lịch thời vụ gieo cấy vụ đông xuân. Chú trọng nâng cao kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền huyện Cầm Thủy cần tập trung lãnh đạo và tổ chức tốt công tác giao quân năm 2024. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 23 tháng 1, đồng chí Mai Văn Hải, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, công tác chuẩn bị đón Tết, thăm hỏi các gia đình chính sách và nhân dân trên địa bàn huyện Như Xuân. Tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Như Xuân, đồng chí Mai Văn Hải, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cùng các thành viên trong đoàn công tác đã dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng thành kính biết ơn đối với những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân làm việc với huyện Như Xuân, đồng chí Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực vượt khó của các ủy chính quyền và nhân dân huyện Như Xuân để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong năm 2023. Đồng chí đề nghị huyện Như Xuân cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai tốt các nhiệm vụ, bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn quan tâm chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tăng cường giữ gìn an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng chí Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đề nghị huyện Như Xuân tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Nhân dịp này, đồng chí Mai Văn Hải, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho thương binh Lê Văn Trinh, thôn Đức Thắng, xã Thượng Ninh, cụ bà Lê Thị Trức 100 tuổi, khu phố Thắng Sơn, thị trấn Yên Cát. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Chiều ngày 23 tháng 1, huyện Đông Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, phát động và ký giao ước thi đua năm 2024. Năm 2023, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Đông Sơn diễn ra sôi nổi, tích cực tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Năm 2023, huyện có 27 trên 28 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch một số chỉ tiêu lĩnh vực tiếp tục đứng trong tốc đầu của tỉnh. Việc thực hiện các kết luận chỉ thị nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm. Năm 2023, toàn huyện đã đăng ký và thực hiện 87 phong trào mô hình tiên tiến, trong đó có nhiều mô hình phong trào được nhân dân tích cực tham gia và đem lại hiệu quả thiết thực. Năm 2024, huyện Đông Sơn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý nhà nước, phối hợp mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội trong tổ chức thực hiện và đổi mới phong trào thi đua công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước. Tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tập huấn về công tác thi đua khen thưởng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác thi đua khen thưởng, nhất là các phong trào thi đua yêu nước hiện nay. Tại hội nghị, huyện Đông Sơn đã công bố các quyết định khen thưởng của chính phủ, ban thường vụ tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2023 phát động và ký giao ước thi đua năm 2024. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Các ủy chính quyền các cấp huyện Thọ Xuân đã tích cực chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ cách làm, phát huy tính chủ động sáng tạo của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2023, các tổ chức cơ sở Đảng mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện đã đăng ký xây dựng 278 mô hình tập thể, 194 mô hình cá nhân dân vận khéo trên các lĩnh vực. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát huy tính tích cực sáng tạo của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Với 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 12 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với việc làm tốt công tác quy hoạch, huyện Nông Cống đã huy động tối đa nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình, dự án lúc của Trung ương của tỉnh và các nguồn lực khác đầu tư hạ tầng, từng bước nâng cấp, hoàn thiện hệ thống giao thông, kết nối với các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và các khu vực kinh tế trọng điểm của các huyện Thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh, huyện xác định mục tiêu huy động tối đa nguồn lực, lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển giao thông, tích cực chỉ đạo các phòng ban chức năng tập trung giải quyết nhanh các thủ tục hành chính liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình triển khai thi công các công trình để hoàn thành đúng tiến độ. Như vậy, tổng nguồn vốn huy động đầu tư phát triển trên địa bàn huyện Đông Cống đạt 6.138 tỷ đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phát triển nhanh theo hướng đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm và tập trung vào các công trình có tính kết nối giữa các tuyến đường tỉnh với quốc lộ, đường huyện, đường thủy. 100% xã, thị trấn đều có đường ô tô kết nối đến trung tâm xã, bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân, giao thương hàng hóa. Bên cạnh phát triển hạ tầng giao thông, thời gian qua, huyện cũng ưu tiên đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, theo đó, huyện đã quy hoạch phát triển được hai khu công nghiệp và 6 cụm công nghiệp với diện tích gần 263 ha. Hội Người Cao Tuổi huyện Hậu Lộc có 25.850 hội viên, sinh hoạt ở 153 tri hội. Trong những năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua Người Cao Tuổi làm kinh tế giỏi do Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam phát động, các cấp hội Người Cao Tuổi huyện Hậu Lộc tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia, nhiều cán bộ hội viên người cao tuổi năng động, nhạy bén, dám nghĩ dám làm, cống hiến trí tuệ, sức lực làm giàu cho bản thân, gia đình và quê hương. Để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, các cấp hội đã bám sát nghị quyết của cấp ủy, phong trào thi đua của địa phương, tranh thủ sự ủng hộ tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền các ngành các cấp trong việc định hướng và hỗ trợ hội viên, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của người cao tuổi trong việc vận động con cháu, nhân dân thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hiện nay, huyện Hậu Lộc có trên 64% người cao tuổi trực tiếp lao động sản xuất, trong đó có nhiều người đạt danh hiệu người cao tuổi làm kinh tế giỏi các cấp. Nhiều người cao tuổi là chủ trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất kinh doanh, từ đó giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài tuần nữa là đến tiết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Hiện nay, Công an huyện Triệu Sơn đã và đang chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường, tuần tra kiểm soát, phát hiện, và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Qua đó, góp phần ngăn ngừa, kiểm chế và làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn để nhân dân vui xuân đón Tết, sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Mai. Vào những ngày này, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Triệu Sơn phối hợp với công an các xã thị trấn bố trí lực lượng phương tiện khép kín 24 trên 24 giờ, tăng cường tuần tra tại các tuyến quốc lộ, các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tập trung vào những hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như chở hàng hóa vượt tải trọng, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Đặc biệt, đội cảnh sát giao thông đã phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động tăng cường chuyên đề xử lý thanh thiếu niên và học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ. Trong đợt cao điểm Tết từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 10 tháng 1 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Triệu Sơn đã lập biên bản 156 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe 41 trường hợp, xử lý hành chính trên 423 triệu đồng. Thiếu tá Lê Đình Sang, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Triệu Sơn cho biết. Hiện cái kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông của đốc quan tỉnh thì công an huyện cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch huy động lực lượng này để giao thông, để lực lượng công an các xã thị trấn để thành lập các cái tổ để tăng cường để tuần tra kiểm soát để xử lý vi phạm. Đặc biệt là chúng tôi tập trung để mà tuần tra kiểm soát vào những cái giờ cao điểm và cái đối tượng xử lý là thanh thiếu niên, học sinh vi phạm và tăng cường cái xử lý về nồng độ cồn. Vào thời điểm Tết, công an huyện triệu sơn đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức cho các nhà xe ký cam kết chấp hành luật an toàn giao thông. Ông Trịnh Huy Hướng, giám đốc điều hành hợp tác xã vận tải Quang Trung, thị trấn Triệu Sơn cho biết. Đây là một trong những cái, cái định hướng phát triển doanh nghiệp là phải về số người là không vượt quá số người quy định. Đấy, còn cái vấn đề rượu bia thì có lẽ là không riêng doanh nghiệp mà cả toàn quốc lâu nay rồi tuyệt đối quán triệt triệt để anh em cho đội ngũ lái. Đặc biệt từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2024, tức từ ngày 10 đến ngày 26 tháng chạp âm lịch, huyện Triệu Sơn tổ chức hội trợ Hoa Đào năm 2024. Hội trợ được tổ chức tại mặt bằng quy hoạch khu dân cư Nam Cống Chéo, đường tỉnh 514, thị trấn Triệu Sơn với khoảng 70 gian hàng, thu hút hơn 2.000 sản phẩm tham gia. Đây là lần đầu tiên huyện Triệu Sơn tổ chức hội trợ Hoa Đào nhằm phục vụ nhu cầu giao lưu mua bán trao đổi hoa cây cảnh dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của nhân dân. Do đó, Công an huyện đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị trấn Triệu Sơn xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong những ngày diễn ra hội trợ. Tết Nguyên đán đang cận kề, cùng với việc siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông để mọi người mọi nhà có một cái Tết an lành. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Hoàng Mai, các phát thanh viên Minh Thu Minh Hồng cùng kỹ thuật viên Thanh Thủy tổ chức sản xuất nguyễn thanh phương chỉ đạo nội dung nguyễn huy long tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế